bạn, thì sau đây mình xin giới thiệu với các bạn cách di chuyển của cầu phao thay thế cho cầu niệm. Thì chúng ta có hai cầu phao, một cầu phao nằm ở đường Tân Hà và một cầu phao nằm đường Lê Đại Hành. Thì từ Kiến An chúng ta sẽ qua cầu phao ở đường Lê Đại Hành để vào trung tâm thành phố. Còn đối với các bạn ở trung tâm thành phố thì chúng ta sẽ di chuyển qua cầu phao ở đường Tân Hà. Thì cái cầu phao ở đường Lê Đại Hành thì nó đơn giản rồi, nhưng còn cầu phao ở đường Tân Hà thì nó rất phức tạp, thì các bạn phải đi đường vòng. Các bạn có các cách sau để di chuyển đến cầu phao này. Thì các bạn có thể nhất các bạn là đi qua từ trung tâm thành phố, các bạn theo đường Trần Nguyên Hãn đến trên cầu Niệm, thì các bạn sẽ rẽ trái, các bạn xuống đường vòng cầu Niệm và các bạn di chuyển như trong ảnh. Còn hướng tiếp theo thì các bạn có thể đến trên cầu Niệm và các bạn đi luôn cái lối nhỏ ngay lách bên trên cầu bên tay phải, các bạn sẽ xuống ở thẳng đường 3, các bạn không phải đi qua, không phải đi đường vòng cầu Niệm mà cũng không phải chờ đến xanh thuyền đỏ đấy. Các bạn từ ngã tư Trần Nguyên Hãn với đường Trần Nguyên Hãn với đường Nguyễn Chí Thắng. Từ Lộ Thành qua thì các bạn khi đến với ngã cái điểm đèn xanh đèn đỏ, đường giao nhau với các đường Nguyễn Công Hòa, Vũ Chí Thắng, Hoàng Minh Thảo, thì các bạn rẽ vào đường Nguyễn Công Hòa, thì các bạn đi thẳng, sau đó các bạn đến đường Lăng Bè thì các bạn sẽ đi theo đường Lăng Bè, và các bạn như vậy thì các bạn sẽ tránh được sự đông đúc cũng như nguy hiểm ở chỗ đường vòng cầu Niệm hay đường chỗ chân cầu Niệm. Đối với các bạn mà đi thẳng chân cầu thì các bạn đến chỗ rẽ phải ngay chân cầu An Dương 2, các bạn rẽ phải, sau đó là đi theo đường Lán Bè và để khoảng 200m thì các bạn sẽ rẽ trái và đi ra đường Nguyễn Bình Khiêm qua rồi ra cầu phao thứ hai, cầu Tân Hà, để các bạn qua bên Kiến An.